diễn, không có diễn ngoài này nhá. Nastic Twin này, giờ mình cho khoảng 20 frame đi, thì bạn xoay được một vòng theo chiều kim đồng hồ này, thì chúng ta chọn vào đây này, hôm qua học kia học rồi ha. Đây nó sẽ xoay thế này là đủ rồi. Thế thì bạn control enter ra ngoài là nó cứ thế nó xoay, đúng không? Xoay nhanh xoay chậm thì là tùy theo bên trong. Thế còn nếu mà bên trong á, bạn muốn là nó xoay một hồi nó dừng lại, đừng xoay hoài xoay mãi vậy á, thứ nhất là tôi cho nó xoay chậm chậm lại nè nha. Sau đó thì sau khi nó xoay rồi thì tôi muốn nó dừng lại thì tại đây tôi viết lệnh stop nha. Nhưng mà thôi coi trước mắt là bạn chưa học lệnh stop, cứ biết là chọn xoay bên trong đi cái đã, xoay chậm chậm nha. Rồi khóa lại. Bây giờ bắt đầu em lôi mấy cái chữ ra, e về gì đó, chữ e nè, à thêm layer khác nha, chữ v, chữ e, rồi dấu chấm đúng không? Dấu chấm thì vẽ hình tròn được rồi, chấm vn đúng không? Vn nè. Nhưng mà chữ về ở đây nó được cách điệu bằng một cái bông bông gì đó đúng không? Nó chữ v này nè, thì bạn không lấy chữ v này, mà mình lấy cái chữ v nào mà nó có cái hình đầu người trên đó. Đây là cách điệu chữ v này ra cho mình nè, mình ráp nó ra chữ đã nhá, rồi cả cái bông gì nữa kìa. Đây bỏ lên trên đầu nè, nhớ là khóa này ở dưới lại nha. Chúng ta sẽ căn căn ở đây cho nó ngon lành, xong rồi mình cân vượt lên. Thì vậy là cái bông với lại cái chữ v này là một đúng không? Cho em chọn cả hai, em F8 cho nó thành một movie clip nha. Chữ MC chữ V hoa đi, chữ hoa và có hoa trên đầu nha, nó là một để chúng ta còn diễn nha, ghép vô. Rồi chữ V, chữ N, rồi với hình tròn vẽ dấu chấm. Dấu chấm màu trắng đi, rồi bỏ đường viền đi để khỏi mất công rối vụ đường viền. Đó thì mang ở đây sao vậy, không chịu hả? F8 là chịu không? Tròn 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 đấy ha. Xong rồi ha, thì bạn sẽ distribute nó lên nhé, control shift d nó lên đó, cho lên từng layer một để chúng ta còn diễn. Những cái layer rỗng này mình bỏ vô thùng rác. Để tôi kéo cái timeline lên đây đi, nhìn ngẩng cổ lên cho đỡ mỏi cổ, nhìn xuống mệt quá. À quên, tôi xin lỗi nữa, nguyên cái này đang là một movie clip chứ không diễn ở ngoài này. À, cho nên tôi sẽ undo lại. Tôi F8 cho nó thành một movie clip chứ không phải là gì hết á. Em bây giờ là một movie clip nào, em server CEV nè, .vn luôn nè. Đó, thì nó thành một gói ha, thì layer này mình bỏ này, mình đi vào trong đó mình mới cần chôn ship d ra mấy em, distribute vào bên trong nhá, không phải distribute bên ngoài. Giờ mình diễn bên trong thì tất cả mấy cái này em click for em elastic twin nó một cái, thì nếu chữ e này nó cần độ nhòe thì em phải blur, phải chuyển thành movie clip để em làm blur, còn những cái chữ kia nó chạy không thôi thì không cần làm movie clip cũng được. Bây giờ bạn tôi cho cái những cái chữ e vàng nó ráp vào đây cái đã nhé, rồi tôi sẽ diễn. Thì chữ hơi bị to đúng không? Em sẽ scale nó, nguyên cái movie clip này lại khoảng còn 70%. Đấy, nó như vậy. Đấy. Rồi, thì vô trong đó bắt đầu diễn nè. Nhá. Nhớ là bạn xếp đúng rồi, bạn vào trong bạn diễn thì bạn có cái sân khấu để bạn căn nó vô, nó chạy vô lúc nào thì vừa. Bây giờ 10 frame ha. F6. Thì lúc đầu có chữ E nằm ngoài. Rồi nó nhè đi. Nó nhè theo bề ngang. Thì bỏ cái này ra cho nhè về này đúng không? Nhè vừa vừa ấy, trăm mấy nhiều quá. Đấy thì từ đây nó chạy vô có tụ lại này, một chữ E nha, rồi F5 chờ nhau. Tiếp theo đến chữ E. Chữ E thì tôi không nhớ nằm đâu chạy lại nữa. Và cho xích lại một tí ha, chạy sau một tí. Rồi, em F6 một cái đi. Mình cho nó to nó đánh lại đi. Cho nó 150. Và trời ơi, cái gì full rồi trời. À tôi đang nén cái phim ở ngoài kia. Thôi để đó đi. Rồi 150. Đúng rồi. Và alpha bằng 0 nhá, khi nó bự lên á mình nên cho nó bằng 0. Không nhìn thấy rồi từ đó nó quấn vô nó dễ thương hơn. Ở đây một chữ đánh vô này ha, đánh vô rồi F5 chờ nhau nhá. Rồi, cái chữ V, chữ N. Cái chữ này anh bạn này nhá. Thì như tôi thấy thì như nó cũng to, nó đánh xuống ấy, bạn nên để gần nhau đi để mình dễ hình dung đó.
thử xem bài đi, lay lại nhìn nó nhé. Vậy là nó cũng to đánh vô thôi ha, mình cũng cho to đánh vô, đánh nhanh nhanh vô một chút xíu đấy đó. Thì ở đây em cho nó to lên 150 hay là 200 gì đó, rồi cũng cho alpha đi một xíu. Vậy thì chúng ta có ba chữ này ha, nhấp vô và F5 chờ nhau nhé, chúng ta bôi mất tiêu. Rồi dấu chấm, nó tròn này là dấu chấm này, nó chấm vào rớt sau nhỉ, chữ V nó rớt trước, cho chữ V ra đây, chữ N ra đây, F6 cái đi. Thì chữ V mình cho ở trên, cho ở dưới chạy lên đi. Rồi chữ N thì cho từ bên trái chạy vô đi, bên này chạy vô. Rồi, thích thì cho nhòe nha, lại khá là như vậy. Còn dấu tròn nó nhảy từ trên nhảy xuống ha. Đó, dấu tròn thì em F6 để giữ tọa độ này. Rồi tại đây nhá, em đem lên trên cao. Thì nó từ ở trên đó là rớt xuống này. Nhưng mà thường thường nó rớt xuống nó còn nhảy 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 nữa đúng không? Cho nên là mình sẽ cho F6 một cái, F6 một cái, F6 cái gần nhau này. Ví dụ nó rớt xuống ha. Nó rớt quá đà một tí, xong rồi nó mới răng lên. Thì nó răng lên quá đà lên trên một chút. Đúng không? Xong nó răng xuống, nó răng xuống quá quá xí xí. Rồi F6 á nha. Đó, rồi nó răng lên xá xá xí, rồi nó mới dừng lại. À, mình cho nhấp 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 rồi cuối cùng nó mới dừng lại, thì điều đó nó nhìn nó hấp dẫn hơn là nó tới liền đấy ha. F5 hai đứa này luôn. Rồi chúng ta xem cái mũi tên cái dấu tròn nha, từ trên là chạy xuống nè, nó nhấp 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 nó mới dừng lại đấy ha. Thì sau khi xong rồi thì bây giờ bắt buộc phải học lệnh stop này, còn không có thì nó chạy hoài. Chúng ta quan sát này ha, đúng không, đứng một hồi cái này là chạy lại, mà bài của mình nó chạy có một lần rồi thôi đúng không. Thì chúng ta sẽ học viết lệnh stop vậy, double click vào bên trong cái movie clip đó nha. Nếu mà bạn không bên ngoài nó trong suốt rồi này, em không nhìn thấy thì em double click vào đây được thì double nha, vô được thì vô, còn không em click vào đây này, hồi nãy có đặt tên này em ở CV á, em chọn đây nó nhảy vô liền. Ví dụ bây giờ em đang ngoài sân khấu chính này, bây giờ mình xả danh sách, mình bảo em ở CV thì nó sẽ chạy vào trong này. À, nhưng mà nó chạy vào đây thì không còn thấy sân khấu bên ngoài nha, nhưng mà mình thấy mọi thứ mình viết diễn hoạt. Thì em F6 ở đây tạo một cái key mới nha, layer mới, key mới. Và hay thì mình ghi cái này là code hoặc là action. Sau đó là nhìn kỹ này ha, chúng ta kích phải vào đây. Tại vì mình chạy xong tới đây mới dừng, cho nên phải tạo key mới đã, rồi kích phải vào cái key mới đó, chúng ta chọn lệnh action. Nó mở các bảng để mình viết code ra. Và tại đây chúng ta viết chữ stop vậy này. Rồi nhớ một cặp ngoặc tròn này đó, rồi chấm phẩy cái. Vậy thì nó chạy xong tới đây nó dừng luôn, nó không chạy nữa nhé. Chúng ta xem là giờ nó hết nhảy lại rồi này. Đúng không? Vậy là biết thêm một lệnh stop rồi nha. Rồi bây giờ nhìn tiếp bài. Anh này coi như xong. Bây giờ kênh thông tin dành cho phụ nữ, tôi cố tình làm lại thêm một lần nữa cho các chỗ này nhé. Mình tạo một layer nữa. Đúng không? Bạn đặt tên đây là kênh thông tin gì đó đi. Đấy ha. Bắt đầu bạn nhập chữ vào đây. Còn anh chị nào mà rành rồi ấy, thì mở về bên kia copy thảo ở đây luôn khỏi diễn ha. Còn đây tôi cố tình diễn lại tại vì tôi thấy một số bạn vẫn chưa làm được. Cỡ phòng này thôi. Hình như ta không cắp lốc, không lỡ rồi. Tôi dùng cái phông Arial đi cho nó có vẻ hấp dẫn một chút xíu. Căn nó vào giữa thì mở vào đây mà căn nhé mấy bạn. Rồi nếu mà cho cái dòng nó thưa nhau ra một tí thì làm như vậy. Rồi cái chữ này đứng yên nha, phía trên bắt đầu mình vẽ một hai cái miếng, nhưng mà hai cái miếng đó là trong một movie clip nha. Đầu em nên vẽ làm sao cho nó che kín một được một layer như vậy, được một dòng như này nhá. Rồi convert cho nó thành movie clip. Em có thể làm luôn hai miếng cũng được, thay vì alternate diễn hoạt động thì em alternate hai miếng này luôn, xong rồi convert thành movie clip. Ha, MC mask nhé, mặt nạ giống như hồi nãy nữa nè. Rồi em vô trong này em control shift D hay distribute nó ra nè, nó ra hai layer. Sau đó thì em elastic twin, em F6 đúng không? Thì cái layer đầu tiên key đầu em để ra ngoài, layer này em cũng để ra ngoài đúng không? Xong rồi em sẽ để cái layer này chạy sau layer kia. Rồi em F5 một cái, hoặc là em tính ra viết lệnh stop tiếp, chạy vô một cái rồi dừng lại. Nếu không thì nó cứ chạy hoài cho mà coi. Đây ha,
Bây giờ tôi sẽ chuyển thành mask nào. Chúng ta thấy nó chạy hoài cho coi. Kênh thông tin dành cho phụ nữ nè, xong lại kênh thông tin dành cho phụ nữ chạy hoài, đúng không? Tại vì mặt nạ nó chạy hoài bên trong. Thế thì mình muốn nó chạy một lần thôi thì mình sẽ chạy xong rồi làm ơn stop, F6 một cái, action cho mình lại stop nữa nha. Được chưa? Tức là mặt nạ nó chỉ chạy một lần thôi. Ở ra ngoài này em sẽ có chuyển động như thế này đây, đúng không? Nó chạy lần, nó không chạy nữa. À, bây giờ bắt đầu cho bướm bay nha. Tạo layer bướm. Bướm ở đây họ cho hà tiện lắm, không cho nguyên con như hôm trước, cho có một cánh hà, có một cánh một thôi ha. Thì em mang cái cánh ra đây, em convert thành một movie clip. Thì mình sẽ nói là bướm này là bấm đập cánh đã nha, giống như hôm trước mình có làm vài con gấu đó nha. Đầu tiên là anh bạn này trước, rồi em vô trong đó, trước khi diễn em lấy phím này em rời cái tâm nó xuống đây trước. Thì mình sẽ lát xích tuyên ra cái cánh bướm này đi, F6 ha, rồi F6 nữa đi. Ví dụ như ở đây thì cái cánh này nó xuống như vậy, thì ví dụ nó đi từ đây xong nó xuống rồi nó đi lên. Bây giờ mình cần một cái cánh nữa ngược lại, đúng không? Mình khóa này lại đi, mình thử alternate lên lật đối xứng coi hợp lý không, còn nếu không mình phải diễn lại nha. Alternate copy lên rồi, mình để khớp nhau cũng được này, nhưng mà nó trùng không có được, mình phải bật xin sửa nhiều frame lên học rồi nhá. Đánh dấu này, Ctrl A này, đó 3 key đúng không? Modify lật cái này đúng không? Rồi giờ đem nó xuống đây. Thì nếu mà bạn em không sửa lại thì giờ hai cái cánh là đập về. Đúng không? Nó đâu có đúng đâu. Thì cái này bây giờ em sẽ cho đi lên. Đó, thì vậy là nó ra như vậy. Cái này cũng sửa tí đi, key này đóng hơi lên như vậy. À, key này cũng hơi lên như vậy. Vậy thì nó sẽ như vậy nè, đó. Đúng không? Nó nghiêng nghiêng như vậy một chút xíu. Thì vậy là như vậy thôi, thì nó cứ thế nó đập. Nó cứ thế nó nghiêng nghiêng như vậy ngoài bên trong sẵn rồi. Bây giờ bên trong ngoài mình cho nó bay đi nha. Anh bự quá, hơi nhỏ lại nè, bắt đầu mình diễn hoạt cho bay nè. Bây giờ bay theo đường gai nhá. Thì mình lấy motion tween nha mấy bạn, mới học xong nhá. Đây. Bây giờ cho anh bay từ đây, bay vào đây đậu lên cái con bướm gì, cái gì cái hoa hồi nãy đấy. Thì giờ key đầu anh ở đây rồi này. Rồi với lại hồi nãy là cái vụ mà kênh thông tin này tôi cũng không diễn ngay từ đầu nhá. Chúng ta sẽ lùi vô, chọn hai cái này ha, lùi nó vào đây. Nghĩa là cái chữ E và này chạy trước, xong rồi mới đến cái chuyển động này nhá. Sau đó rồi mới đến cái anh bạn bướm này bay, đúng không? Chứ không mọi thứ đều bay từ đầu chán đó. Mọi thứ đều giống như là đèn đỏ vừa xanh lên, đèn xanh vừa xanh lên, cái là alert chúng ta cùng chạy á, nhìn khủng khiếp lắm. Bây giờ tôi sẽ bỏ key trên này đi nhá, CF6. Chắc phải bỏ layer luôn cơ. Tôi mang bướm lại ha. Bắt đầu F6 ở đây đi. Đó, đem bướm ra xuống dưới đây. Tôi scale nó lại khoảng 50%. Trời ơi, có 500 à, 50 ha. Rồi, motion tween à. Đầu tiên nó ở đó. Rồi, sau đó đi. Khoảng bằng gần này đi. Ha, để bướm nó đi lên đây. Rồi, khoảng gần này nó lại xuống đây. Rồi khoảng này, bướm nó không bay thẳng mà lèo đâu nha. Bướm nó chập chờn mà, nó nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống một hồi nó mới ra. Chứ mà bướm bay thẳng mà lèo là cái con gì ấy, chứ không phải con bướm. Đấy ha. Rồi, ví dụ thêm tí xíu nó đi, nó ra đây. Để bạn siêng ấy, bạn sửa mấy cái này. Bạn muốn cho nó cong cong, bấm phím C ha, bạn sửa sửa mấy cái này nếu bạn muốn cho nó đỡ gắt. Đó. Thì giờ ăn bướm mình nè, chúng ta quan sát Ctrl Enter nha. Đúng không? Đó, nó bay 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 ra đậu đó. Đậu ngay lỗ mũi. Tại mình không có thấy đường đúng không? Đấy thì mình mới bây giờ mình căn tọa độ. Ví dụ như mình muốn thì mình căn tọa độ vào cái chỗ layer này. Mình khóa layer trên này để khỏi bị sai ha, mình double click vào đây. Đúng không? Lộn rồi. Ra layer này rồi. À, cái layer mà có chữ đúng là layer này rồi ha. E về. Đây. Cái này là cái gì mà này MC xoay rồi. Khóa xoay lại layer này cơ ha. Thì mình muốn biết là mình sẽ muốn cho con bướm nó đậu ở đâu ấy, đúng không? Thì mình phải giữ lại ở đây. Mình sẽ mở gai lên. Xong rồi mình giữ tọa độ lại, em bảo nó đâu ở chỗ này nè. Đó. Rồi sau đó ra ngoài. Nó không có, nó không giữ nhỉ? Mua clip nó không có giữ mình ghê chứ. Thôi mình sẽ
áng chừng đi, bướm ơi đậu ở đây rồi, cái kia này nhá, khóa rồi rồi nó đâu mà chạy. Đó thì vậy chúng ta được một một bướm. Thế mình muốn mấy con thì cứ việc copy ra thôi ha, xích lên chút xíu nữa cho nó xinh hơn. Bây giờ bạn muốn thêm nữa thì bạn tạo layer nè, rồi chọn hết cái mớ này, Alternate kéo lên, đúng không? Xong rồi mình sẽ di chuyển nó đi một cái vị trí khác. Rồi mình rời cái này nè, ví dụ như cái key đầu tiên này em đem đi chỗ khác nè. Đấy, anh bạn này anh sẽ bướm bay từ chỗ khác bay vô nè. Mình khóa layer kia lại để mình thấy một layer bướm này thôi, để mình chuyển động cho nó dễ, đúng không? Mình sửa lại một xí, anh này anh bay ở đây, rồi vân vân gì đó. À, cuối cùng anh đậu lại thì anh không đậu đó nữa, anh cho anh bay đậu đâu dấu này, hay là đậu, bay thẳng đi ra ngoài này cho rồi đấy ha. Rồi mình muốn lật đối xứng thì sao nhỉ? Muốn một con nữa lật đối xứng thì bạn nhấn shift, bạn chọn lên đây và alternate copy lên nhé ha, thì khóa hết lại nè, được chưa? Bạn bật này lên nhé, xin sửa nhiều frame đúng không, rồi Ctrl A. Rồi mình modify, mình lật ngang nhé. Đấy thì mình sẽ có con bướm nó bay ngược từ ngoài này, bướm bay bơi vô. Thì tùy theo thời gian mình có thể lùi ra lùi vào nhé. Rồi cuối cùng thì mình sẽ viết thêm một lệnh stop ở đây nữa. Chuyển động xong mình cho stop luôn nha. Ở ngoài này thêm một lệnh stop nữa, tôi bỏ hết mấy cái này đi. Nếu không lệnh stop thì nó sẽ chạy lại. Chúng ta quan sát nè, tôi chưa viết lệnh stop thì nó chạy cái này xong. Cái thông kê thông tin gì đó, bướm bay, bướm tới, bướm lui rồi xong ha. Một hồi cái nó sẽ lại chạy lại từ đầu, đúng không? Nó lại chạy lại từ đầu, cái thông tin mới lại chạy lại từ đầu. Có e về không chạy là bởi vì mình đã dừng cho lệnh stop rồi đấy ha. Thế vậy thì như vậy đi, thì hôm sau mình học kỹ hơn về lệnh stop. Vậy là bài này ha, chúng ta sẽ làm cho một movie clip cho cái chữ e về để riêng, một cái movie clip cho cái mặt nạ cho cái kênh thông tin, một movie clip cho con bướm đập cánh bên trong, xong rồi ra motion guide cho nó bay 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 nha. Giờ tôi gửi bài.